rau dền rất nhiều chất xơ, tốt cho tiêu hóa nhưng ăn nhiều quá lại gây hại. Một số công dụng chữa bệnh của rau dền, tốt cho xương. Các chuyên gia dinh dưỡng cho biết, canxi trong rau dền cao gấp 3 lần so với rau bina và vượt trội hơn cả sữa bò. Trong 100 dê lá rau dền chứa đến 267mg canxi, đáp ứng 50% canxi cho một người mỗi ngày. Chính sự dồi dào của canxi chứa trong rau dền làm cho nó trở thành một loại siêu thực phẩm tăng cường sức mạnh của xương và ngăn ngừa chứng loãng xương. Đối với trẻ nhỏ, canxi đóng vai trò xây dựng cấu trúc của xương, giúp trẻ cao lớn. Đối với người trưởng thành thì canxi giúp duy trì độ bền chắc của xương và tránh được bệnh loãng xương ở người trung niên. Vì vậy, rau dền đáp ứng được nhu cầu canxi hàng ngày của cơ thể một cách dễ dàng và không mất nhiều tiền, tốt cho người bệnh tiểu đường. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng ăn rau dền thường xuyên giúp ổn định đường huyết, rất tốt cho bệnh nhân tiểu đường tuyết 2. Rau dền còn giúp làm giảm nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến tình trạng tăng lượng đường trong máu như béo phì, ngăn ngừa các vấn đề răng miệng. Rau dền là một phương thuốc hữu hiệu làm giảm các biến chứng răng miệng như đau. Sưng lợi, viêm họng hay viêm loét miệng, ngừa bệnh tim mạch, rau dền còn có khả năng làm giảm hàm lượng cholesterol trong cơ thể. Ngoài ra, tocotrin, một loại vitamin E có trong loại rau này cũng giúp loại bỏ cholesterol xấu và ngăn ngừa bệnh mạch vành, cải thiện hệ tiêu hóa. Hàm lượng chất xơ cao, gấp 3 lần so với lúa mì, trong rau dền có thể cải thiện hệ tiêu hóa và ngăn ngừa táo bón. Rau dền còn là loại rau rất tốt cho trẻ em và người lớn tuổi. Nước nấu từ lá cây dền tươi còn hỗ trợ điều trị tiêu chảy, xuất huyết và mất nước, ngăn ngừa ung thư. Các hợp chất chống oxy hóa như vitamin E, C, sắt, magie phốt pho hay lysine có trong rau dền giúp chống lại các gốc tự do có hại và ngăn chặn sự hình thành của các tế bào ác tính gây ra ung thư, ngăn chặn huyết áp cao. Rau dền chứa nhiều kali và maji, giúp duy trì sự cân bằng điện giải trong cơ thể. Chính vì thế, rau dền giúp cơ thể kiểm soát và phòng ngừa cao huyết áp, đột quỵ, điều trị thiếu máu. Rau dền có hàm lượng sắt cao, cực kỳ có lợi cho máu trong cơ thể. Thường xuyên ăn rau dền có thể cải thiện lượng hemolon và thanh lọc máu giúp cải thiện lưu lượng máu của bạn một cách tự nhiên. Hãy kết hợp rau dền trong chế độ ăn hàng ngày nếu bạn bị thiếu máu, tác dụng phụ của rau dền, bên cạnh một số công dụng chữa bệnh, rau dền có nhiều tác dụng phụ. Nếu dùng không đúng sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe, rối loạn dạ dày, hàm lượng chất xơ trong rau dền khi ăn quá nhiều có thể gây ra các vấn đề về dạ dày. Ăn quá nhiều rau dền có thể dẫn đến đầy hơi, tạo thành hơi trong bụng co thắt dạ dày và thậm chí táo bón. Trong khi kết hợp rau dền vào chế độ ăn hàng ngày, hãy đảm bảo thực hiện từ từ vì việc bổ sung đột ngột có thể cản trở quá trình tiêu hóa bình thường. Nó thậm chí có thể gây tiêu chảy trong một số trường hợp, sỏi thận, lượng lớn purin trong rau dền có thể gây hại cho sức khỏe của thận. Các hợp chất hữu cơ này được chuyển đổi thành axit uric khi tiêu hóa, có thể làm tăng mức độ kết tụ của canxi trong thận. Hệ quả là, cơ thể có thể hình thành sỏi thận rất khó chịu và đau đớn, bệnh gu, hàm lượng purin cao trong rau dền có thể làm tăng nồng độ axit uric trong cơ thể, có thể gây viêm, sưng và đau khớp. Nếu bạn đã bị viêm khớp do gu, thì bạn nên hạn chế ăn rau dền, dị ứng, hàm lượng histamine trong rau dền có thể gây dị ứng nhẹ. Mặc dù rất hiếm, dị ứng qua trung gian Immunlin E, I, với rau dền đã được thấy ở một số trường hợp.